Xin chào mọi người. Với hiện trạng là những chiếc điện thoại 2G đang dần không còn sử dụng được do là khóa mạng sóng 2G, thì những chiếc smartphone giá rẻ hiện đang được tìm mua rất là nhiều. Và hôm nay thì lại lên cho anh em một chiếc smartphone 2 SIM giá siêu rẻ khi mà chưa tới cả 2 triệu nữa cơ. Một cái tên khá là lạ, TCL 406S. Và chào mừng anh em tới với Geekbar Channel. Cho anh em nào mà chưa biết ấy, thì TCL là một tập đoàn điện tử đa quốc gia lớn của Trung Quốc. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mình thấy một chiếc điện thoại tới từ cái hãng này. Nhưng mà yên tâm nhé, là hãng Trung Quốc thôi, chứ TCL 406S này là hàng chính hãng phân phối tại Việt Nam nhé. Bảo hành chính hãng thì tới 18 tháng và một đổi một trong vòng 30 ngày nữa cơ. Và với cái mức giá là chưa tới 2 triệu ấy, thì anh em vẫn được tặng khá là đầy đủ phụ kiện từ ốp lưng, củ cáp sạc và cũng chỉ thiếu là cái tai nghe nữa mà thôi. Chỉ tiếc một cái ở đây là chúng ta sẽ có cái củ sạc 10W, tức là công suất sạc của điện thoại cũng chỉ dừng ở 10W mà thôi. Và để mà sạc được cái viên pin là 5000 mAh cho con máy này ấy, thì cũng phải mất tầm hơn 3 tiếng đồng hồ thì mới đầy được. Được cái là cái viên pin này nó cho một cái thời lượng sử dụng cực trâu. Hãng còn công bố là có thể là kéo dài lên tới là 16 tiếng nếu mà anh em chỉ sử dụng thông thường cơ bản với các tác vụ đơn giản thôi. Đấy thì cũng gọi là hãng quảng cáo thôi, chứ thực tế thì chắc là cũng không được đâu. Cùng lắm là có thể là 13 tiếng on screen liên tục là gọi là đã quá đủ rồi cho anh em rồi đúng không? Cơ mà cũng phải có một căn cứ để mà tin vào cái việc là thời gian sử dụng pin nó lâu được như vậy. Do là những cái gì mà chiếc máy này nó đang được trang bị có thể làm được cái điều đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái màn hình khá là hạn chế khi mà kích thước thì lên tới là 6.6 inch mà chỉ có độ phân giải là HD Plus. Mật độ điểm ảnh cũng chỉ rơi khoảng tầm là 270 ppi thôi. Nên là khi mà anh em xem video ấy hay là xem phim sẽ thấy một hiện tượng là rỗ nhẹ. Chi tiết thì đôi khi nó sẽ không được tốt cho lắm. Cơ mà cái hãng TCL này ấy, lại trang bị một công nghệ gọi là LXD Vision, giúp nâng cao chất lượng hình ảnh cũng như là video, giúp hình ảnh sáng hơn và rõ ràng hơn. Và dù tấm nền của cái màn này ấy, có lẽ cũng chỉ là IPS LCD mà thôi, nhưng mà khi mà bật cái LXD Vision này ấy, thì mình cũng thấy là cái chất lượng nó có cải thiện đôi chút thật. Chắc là cũng một cái kiểu là thuật toán tối ưu hình ảnh giống như là của ông Samsung mà thôi. Ngoài ra thì các thông số khác của màn hình này ấy, thì cũng có vẻ là hơi kém khi mà độ sáng tối đa nó chỉ là 400 nit, nó sẽ hạn chế rất nhiều khi mà anh em dùng ngoài trời. Hoặc là như cái tần số quét ấy cũng chỉ dừng lại ở 60Hz mà thôi. Với lại một chiếc máy Android mà bây giờ vẫn chưa lên được là dù chỉ là 90Hz thôi thì đúng là cũng có vẻ là hơi thọt thật. Nhưng mà dù sao thì điện thoại này ấy, nó cũng chưa tới là 2 triệu thì cũng không thể nào mà trách được. 60Hz cũng gọi là ổn rồi. Chứ điện thoại của hãng nào đó mà gần 20 triệu thì anh em có thể thấy được đấy. Bây giờ vẫn là 60Hz kìa, nhưng mà có sao đâu, người mua vẫn ầm ầm thế thôi. Về hiệu năng và phần mềm ấy thì máy này nó chỉ được trang bị một con chip khá là yếu là Helio G25 mà thôi. RAM là 4GB, bộ nhớ là 64GB. Và tất nhiên thì con chip này nó chỉ đủ dùng cho các tác vụ cơ bản nhất thôi, chứ không mong chờ nó làm được nhiều thứ hơn. Tuy nhiên thì để mà thử sức chiếc TCL 406S này thì mình cũng có test thử một tựa game, đó chính là Liên Quân. Và kết quả nhận lại khá là bất ngờ. Lúc đầu thì khi mà anh em mới vào game ấy thì khởi động nó sẽ khá là lâu, mất rất nhiều thời gian. Lúc vào được tới sảnh chính hay là chọn tướng rồi thì còn bị cái hiện trạng là khựng khựng lắc lắc là cơ. Cơ mà cứ nghĩ là như vậy thì sẽ không chơi được, nhưng mà mình vẫn thử là test cái setting độ chi tiết ở hình ảnh ở mức trung bình và FPS ở mức gọi là cao thử để mà xem nó có thể là chạy như thế nào. Cái giai đoạn mà lát vào trận ấy thì cũng khá lâu, nhưng mà tới khi mà vào được trong rồi ấy, thì lại khác hoàn toàn. Mình chơi tới mấy game chứ không phải là một đâu, mà giai đoạn trong cái khoảng chiến game ấy thì máy lại chạy rất là mượt. Hiện tượng drop FPS là có nhưng mà nó gần như là ít, không đáng kể cho lắm đâu. Chơi thì nó vẫn rất là ổn định, mặc dù thì cái mức đồ họa nó sẽ không được gọi là đẹp nhất đâu. Nói chung thì cái tựa game nhà Liên Quân ấy thì chiếc điện thoại này nó vẫn gọi là chiến được, nếu mà anh em chấp nhận được cái gọi là hơi khựng khựng lắc lắc nhẹ ở cái phần màn hình bên ngoài của game. Phần mềm trong máy thì máy đang được chạy là TCL UIV 5 do TCL tối ưu dựa trên nền tảng Android thuần. Thực tế thì mình thấy là họ cũng chỉ thêm một vài tính năng của hãng như kiểu là LXD Vision với một vài tùy biến nhỏ tối ưu tốt hơn cho máy mà thôi, chứ gần như là chả khác gì so với Android thuần của Google cả. Họ cũng có cài sẵn một vài ứng dụng cũng như là game ngay từ lúc mà anh em mở máy, nhưng mà mình thấy là toàn game gì đâu thôi. Với lại thì cũng có một cái trò là Alpha Nitro 2, thậm chí là khi mà mình mở game lên ấy còn toàn bị văng ra ngoài, còn chả vào được trong để mà anh em chơi trải nghiệm nữa cơ. Đấy là buồn cười với ông TCL này, không chơi được thì cài làm gì nữa cũng biết. Với một cái nữa là RAM, nó sẽ là 4GB, thêm 4GB RAM ảo để mà marketing nữa đi, nhưng mà đa nhiệm của máy khá là kém. Mình bật tầm 5 cái ứng dụng xong rồi chuyển đa nhiệm là máy đã bắt đầu là chạy nó cũng gọi là hơi ì ài gạch rồi. Bộ nhớ máy thì cũng khá là hạn chế khi mà chỉ còn là 64GB thôi. Nhưng mà thậm chí là dùng trên con TCL 406S này chả biết là bao giờ nó mới hết nữa cơ. Đơn giản bởi vì là máy nó đang khá là yếu, không thể nào mà tải nhiều game được. Chụp ảnh quay phim thì càng không, bởi vì là thực tế thì cái khả năng quay chụp của chiếc máy này ấy, đúng nghĩa là cũng chỉ gọi là chống mù mà thôi. Camera thì ở phía sau chúng ta sẽ có camera chính là 13 MP với một camera chiều sâu là 2 MP, nhưng mà cũng chỉ coi như là một camera 13 MP thôi, bởi vì là cái cam 2 MP kia ấy gần như là chả có tác dụng gì cả. Mình cũng thử là vác cái máy này để mà đi test với một vài kiểu ảnh và kết quả thì thực ra thì cũng không bất ngờ cho lắm đâu, ảnh nó quá là kém đi. Như là bức ảnh mà mấy con ô tô này mình chụp ở cái tầm buổi chiều ấy
trời còn nắng và ánh sáng phải nói là đang rất là tốt. Nhưng mà nhìn ảnh ấy cứ kiểu là tối tối như kiểu là trời sắp mưa với dông tới nơi rồi ấy. Tiếp thì mình cũng có thử là chụp ngược sáng hướng về phía mặt trời, ảnh lại còn âm u và tối màu hơn. Kể cả là mấy bức ảnh về sau thì mình cũng có thử là chụp thì ảnh nào nhìn cũng bị tối hơn rất là nhiều so với thực tế. Mà nó không chỉ là tối hơn đâu, tông màu ở các bức ảnh nó còn bị đẩy tương phản lên cực cao nữa, nhìn nó lệch hẳn so với màu thực tế. Cứ để mà dễ tưởng tượng nhá, như là cái con gấu bông này, bên ngoài thì nó vàng nhạt hơn cơ, mà chụp xong thì giờ lại bắt đầu là có cái màu vàng cam tới nơi rồi. Nói chung thì camera của điện thoại này ấy, tầm dưới 2 triệu như này thì cái việc là lấy được chi tiết ở mức khá như này cũng gọi là đỡ mù mắt rồi, cũng chả hy vọng gì nhiều. Còn về thiết kế thì chắc chắn rồi, một bộ khung viền với lắp lưng phun nhựa là điển hình của một chiếc máy smartphone giá rẻ. Mặt lưng thì được làm sòng dọc chứ không làm bóng, không bị bám bẩn cũng như là trơn trượt. Cụm camera với cam chính được làm nhìn rõ to mà chất lượng thì như ở bên trên rồi đó. Mà máy là phun nhựa nhưng mà cũng do là thiết kế khá là dày cho nên là trọng lượng của máy lên tới là 190g cũng không hề là nhẹ. Chỉ được cái là cái phần cạnh viền của TCL ấy, họ làm kiểu là vát chéo nên là cái cảm giác cầm nắm khá thoải mái, không như là mấy mẫu smartphone cạnh vuông. Và đó thì cũng chỉ chưa tới là 2 triệu mà chúng ta vẫn mua được một chiếc smartphone gọi là chính hãng, bảo hành dài lên tới là 18 tháng, có 2 sim đàng hoàng luôn, pin cực kỳ là trâu, dù là sạc thì cũng cực kỳ là lâu luôn. Tất nhiên thì điển hình của máy giá rẻ như này thì cũng gọi là cấu hình yếu nữa, màn hình thì tất nhiên là hơi kém rồi và camera thì khá là tệ. Tuy nhiên thì với nhu cầu sử dụng thông thường ấy thì vẫn là một cái lựa chọn đáng để mà anh em mua thay cho những chiếc điện thoại 2G đang bị khai tử. Mình thấy thì cũng khá đáng để mà cân nhắc, đơn giản bởi vì nó đang rẻ quá. Cũng thế thôi. Còn anh em thì thấy sao về con máy này? Có ổn không nhỉ? Hay là chọn mua mấy mẫu máy hãng tàu giá tầm 2 triệu hơn một chút thì nó vẫn hơn? Có thể là cho mình biết ý kiến của mọi người bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã nghe. Tạm biệt anh em.